Vô tình hình là mấy tuần nay thì ít ra video hướng dẫn cho anh em, mong anh em thông cảm. Thì cái gì nó cũng có cái lý do của nó. Mấy tuần nay là mình đang bắt đầu thi cuối kỳ, cho nên là không có giờ để mà làm lo ôn thi. Với cái thứ hai là thằng em của mình là gần đây nó thất nghiệp, nó ở nhà suốt, cho nên là mình không có cái không gian yên tĩnh để mà làm. Thường là mình chỉ quay video hướng dẫn khi mà mình ở nhà một mình, khi đó là cái chất lượng âm thanh nó sẽ được đảm bảo, là nó không có lẫn cái tạp âm, không có tiếng ồn, tiếng động gì đó. Với lại là nếu mà có người ở nhà thì mình quay một cảnh, mình quay nhiều lần và mình nói rất là lớn thì người ta sẽ cảm thấy phiền, cho nên là mình rất là hạn chế quay video hướng dẫn khi mà có người ở nhà. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn một cái trick. Cái này mình đã hướng dẫn power trick của nó rồi, nhưng mà mình vẫn chưa có hướng dẫn cái trick bình thường, đó chính là palm spin. Thì palm spin nó sẽ có dạng như sau đó: chúng ta sẽ thumb around và cho cái bút quay trên lòng bàn tay, thì đó gọi là palm spin. Và số vòng thì nó tùy thuộc vào cái lực đẩy với lại cái độ may mắn của các bạn. Chung đây là một cái trick hên xui, các bạn làm hên thì nó sẽ ở yên trên lòng bàn tay, còn xui thì nó sẽ bay ra ngoài. Thì chúng ta là phải tập luyện nhiều để mà tăng cái độ may mắn lên, chứ không có tuyệt đối 100%. Thì mình làm là vẫn có khả năng là nó sẽ bay ra ngoài, và nó cũng phụ thuộc vào cái độ cân của cây bút nữa. Nếu mà cây bút nó lệch quá thì nó cũng rất là dễ bay ra ngoài. Để mà làm palm spin có hiệu quả, chúng ta phải lưu ý là để cái tay thật là thẳng, căng ra như này luôn, chứ đừng có co co lại. Và chúng ta phải tập cho cái tay có cái phản xạ là khi mà vừa thumb around là bay vào là thẳng liền được như này, chứ không phải là hơi co co lại. Nhiều bạn là tập chưa chưa có quen thì thumb around qua để thẳng cái tay ra mà nó hơi cong cong là như này là không được, cái bút nó sẽ không có quay được. Chúng ta phải thẳng ra như này luôn. Thì chúng ta có thể tập giả định là đang cầm cây bút nhưng mà thực ra là không có cầm đó, như này thumb around qua thẳng ra, thumb around qua thẳng ra đó, thumb around qua thẳng ra. Tập nhiều lần thì cho cái tay nó quen. Mới đầu thì có thể là nó hơi nhức, nhưng mà dần thì nó sẽ có cái phản xạ và nó sẽ tự động nó thẳng được khi mà chúng ta thumb around xong. Và cái vị trí cái bút nó quay ok nhất là cái vị trí hai cái đầu ngón tay mà mình đang gập vào như này đó. Hai cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta sẽ làm cho nó căng nhất khi mà chúng ta thẳng tay ra. Đó, cái bút nó quay trên này là nó sẽ giữ được cái tốc độ và cái độ ổn định, nó sẽ không có bị vướng cái gì hết. Khi mà càng xuống dưới thì nó sẽ có cái độ lõm và cái cây bút nó sẽ bị giảm cái lực quay lại. Khi mà qua hai bên cũng vậy, qua hai bên thì nó sẽ rất là dễ bị bay ra ngoài. Đó, dễ bị bay ra ngoài, cho nên là chúng ta hạn chế là cho cái cây bút nó qua hai bên này và đi xuống dưới này. Chỉ nên là từ cái chỗ hai đầu ngón tay của mình, có thể là đi lên một tí cũng được, lên trên cái khoảng này cũng được như này. Đó, chúng ta giữ, cố gắng chúng ta giữ di chuyển cái tay làm sao cho cây bút nó nằm ở cái khoảng này là ok. Để làm được palm spin thì chúng ta cần phải làm được thumb around, tại vì thumb around nó là cái trick để mà lấy đà gọi là cơ bản cho cái thằng palm spin. Nó là cái trick mà lấy đà nằm trong cái một phần của cái trick nguyên bản. Đó, còn các bạn muốn lấy đà một cái trick khác thì cũng được thôi, đó là tùy các bạn. Nhưng mà ở đây thì mình khuyên là nên lấy đà bằng thumb around cho nó dễ. Đó, chúng ta sẽ dùng ngón cái để mà đẩy cái cây bút qua như này, đẩy qua như này. Cái này mình đã từng hướng dẫn trong channel của mình rồi, các bạn có thể tìm video lại để mà xem. Đó, mình không nhớ là mình đã từng làm hướng dẫn lại cái chiếc này theo cái phiên bản góc quay mới sạch đẹp chưa. Nếu mà chưa thì anh em để lại comment ở bên dưới thì mình sẽ làm lại vào một cái ngày nào đó mình thấy vui vui thì mình làm. Đó, thì chúng ta sẽ thumb around qua và thẳng cái tay ra để tạo thành palm spin. Thay vì chụp lại thì chúng ta sẽ thẳng ra. Đó, thẳng ra. Thì mình sẽ chia sẻ cho anh em là hai cái cách để mà tập cái thằng palm spin. Cách thứ nhất đó là chúng ta sẽ tập trực tiếp. Cái cách này thì mình thấy là nó hơi khó hơn cái cách thứ hai, nhưng mà bù lại thì cái tương lai của nó sẽ sáng sủa hơn là cái cách thứ hai. Đó, cái thứ hai thì mình không biết là nó có thành công hay không, tại mình nghe nhiều người nói là thành công thôi, chứ mình là mình tập theo cách thứ nhất. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ tập trực tiếp, chúng ta sẽ cố gắng đẩy qua và thẳng cái tay ra. Mới đầu nó hơi kẹt, chúng ta cố gắng đẩy chậm chậm thôi và thẳng cái tay ra. Thẳng theo cái kiểu như là mình nói hồi nãy mới đầu thì chúng ta hơi cong cong. Nhưng mà dần dần thì chúng ta sẽ có được cái phản xạ và chúng ta sẽ thẳng căng ra như này. Đó, đẩy qua từ từ thôi, thẳng ra. Thẳng ra và chúng ta sẽ tăng cái tốc độ lên từ từ. Đó, tăng lên. Tăng lên. Cho tới khi nào mà làm được cái thằng palm spin thì chúng ta ok. Đó. Còn cái cách thứ hai là cái cách chúng ta sử dụng cái tay còn lại ở đây. Cái tay còn lại mình đang cầm cái mic rồi cho nên là không có làm mẫu được.
thì chúng ta sẽ dùng cái tay còn lại để mà cầm cái bút như này, để lên cái tay kia. Cái tay kia thì chúng ta căng sẵn, thẳng sẵn ra như này, để như này, dùng tay còn lại cầm bút để lên và quay như là chúng ta quay con bông dụ đó, quay con quay đó, đó quay nó trên cái tay còn lại, quay trên cái tay tay phải, đây đây tay tay trái mình đang bị cầm cái này đó, cầm lấy tay trái quay trên tay phải cho khi tới khi nào mà chúng ta quen cái cảm giác rồi thì chúng ta ghép với cái thằng Tamarau vào đó, thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ làm được cái thằng Pump Spin. Nhưng mà cái đó thì mình chỉ nghe đồn thôi chứ mình cũng không biết là nó có thành công hay không, tại mình đã thành công bằng cái cách thứ nhất rồi thì mình đâu thể nào mà mình tập lại bằng cách thứ hai đâu. Đó, làm được thì nó đã làm được rồi, và đó là hai cái cách mà mình thấy phổ biến nhất. Và anh em nào mà biết cái cách mới hơn thì có thể để lại comment ở bên dưới. Pump Spin thì để mà vào combo nó hay thì chúng ta để nó ở cái vị trí quái nào cũng được, chúng ta để ở phần đầu mới vô chúng ta pump spin xong chúng ta quay tiếp cũng được, nhưng mà thường để ở gần cuối hoặc là ở giữa thì nó sẽ hay hơn, tại vì mới vô mà làm cái này thì chúng ta sẽ không có còn biết để mà làm cách nào để mà chuyển nó vô cái ngón tay, nhưng trừ khi nào mà các bạn nào mà dành power trick rồi chúng ta chuyển nó qua ngón cái hất lên cái thứ thì cái đó là nó khác. Nhưng mà bạn nào mà chưa biết thì tốt nhất là để ở cuối cho nó gọn, để cho nó quay xong rồi chúng ta chụp lại luôn kết thúc combo, cái đó là nhanh nhất, không có cần phải chuyển nó vô ngón tay nào hết. Để như này khi mà cái muốn chuyển nó vô thì rất là khó, chúng ta cần phải tập nhiều đó, để ở cuối là hay nhất, là dễ nhất. Ok, và clip hướng dẫn xin phép được kết thúc tại đây. Nếu mà các bạn cảm thấy hay thì nhớ like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình. Đủ 20.000 subscribe thì mình sẽ giveaway, là một cái dạng là quay số trúng thưởng và sẽ tặng quà cho một bạn nào đó may mắn, có thể là nguyên liệu hoặc là mod bất kỳ, tới đó thì mình sẽ lựa sau và mình sẽ đăng lên. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình, hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.